Đồ gỗ Bảo Đại chúng em xin kính chào tất cả các bác. Video hôm nay muốn giới thiệu cho các bác về một số sản phẩm đồ gỗ. Sản phẩm đầu tiên mà video hôm nay muốn giới thiệu đem có một bộ bàn trà, bộ trống nha các bác, hàng cũ ạ. Bộ gồm tổng là có 6 đôn và một bàn. Đầu tiên em đo thông số kích thước của bàn. Đường kính của mặt bàn em đo là 75 cm. Và chiều cao là khoảng 73 cm. Em đến gần và quay chi tiết một bộ trống cẩm nai. Đây là bên trên được chạm những hạt trân châu và bên dưới này được thảm những đường dây neo. Để các bác xem và có thể cảm nhận được cái chất ốc ạ, ngả màu theo thời gian 5 tháng. Gỗ liền nạc, vân gỗ cũng rất là đẹp, thảm các ma tạo tứ diện. Chất gỗ và vân gỗ rất là đẹp nha các bác. Đây là bên trong ạ, hàng hoàn thiện đẹp từ trong ra ngoài. Và đây là trên mặt bàn, với bên trong lòng bàn được thảm cảnh tùng hạt bách điểu với chất ốc sa cừ, chất ốc 7 màu được cắt tỉa thủ công. Hàng được cắt tỉa rất là có hồn, tơ tóc từng chi tiết nhỏ. Với lòng bên trong bàn siêu vân nha các bác. Và bên ngoài đây cũng được thảm những đường dây neo và những đường ô van thảm kín trên mặt bàn. Và chất ốc ngả màu theo thời gian 5 tháng. Tiếp đến đây là 6 chiếc đôn ạ, kích thước là như nhau, em đo đại diện một cái. Đường kính của mặt đôn là 29 cm và cao là 43 cm. Bên trên cũng được chạm những hạt trân châu và bên dưới được thảm những đường dây neo liên chi. Chất gỗ rất là nặng ạ. Hàng nghiền nè. Vân gỗ không chê vào đâu được. Và đây là bên trên mặt đôn ạ. Đều được thảm ốc nha các bác. Chân gỗ liền nạc, vân rất là đẹp. Và em quay chi tiết về những chiếc đôn còn lại, các bác có thể là xem được kỹ hơn. Với một bộ trống cẩm nai, hàng đã qua thời gian 5 tháng, chất gỗ em bao rất là dày dặn, ốc ngả màu theo thời gian, gồm có 6 đôn và một bàn. Các bác kê phù hợp với mọi không gian, có thể nằm thành một bộ bàn trà hay là một bộ bàn ăn đều được. Ngồi rất là thoải mái ạ. Khi giao lưu là cơ sở Bảo Đại cũng sẽ kiểm tra cẩn thận, làm bóng lại sạch sẽ trước khi giao. Các bác nhận hàng kiểm tra mới thanh toán. Và giao lưu là cơ sở Bảo Đại cũng sẽ cắt cho các bác một miếng kính để ở trên bàn, để các bác có thể là ngồi sử dụng vệ sinh được tiện nghi và sạch sẽ. Thế em báo giá bộ chống cẩm nai này có giá là 30 triệu, em bao miễn phí ship. Tiếp đến là đi xuống dưới bên đây. Em có một tượng, một gia đình gà, chất liệu là gỗ chắc. Và thông số kích thước, em đo chiều cao là 35 cm, chiều ngang và khoảng 27 cm. Một gia đình gà, ý nghĩa là một gia đình hạnh phúc. Chất liệu là gỗ chắc, hàng được đục chạm là thủ công, rất là tinh tế, có hồn. Để các bác sưu tầm ạ, đây là lũa nha các bác. Các bác sưu tầm, các bác chơi, trưng bày. Các bác có thể là kê ở trên bàn uống nước hay là bàn làm việc hay là ở trên kệ đôn ạ. Với nguyên liệu là gỗ chắc, chất gỗ đỏ đen quý hiếm, hàng đục chạm ạ, chi tiết sắc nét. Và bức tượng gia đình gà gỗ chắc này có giá là 3.500.000, em bao miễn phí ship. Tiếp đến em có một bức tượng một ông cụ gì nè, chất liệu là gỗ chắc. Và thông số kích thước, chiều cao 22 cm, ngang là 20 cm. Bức tượng cụ gì nè, đang vác ạ, đây là bao tiền và những đồng tiền. Nên có rơi ngậm kim tiền nha các bác. Gương mặt cụ cười rất là tươi. Chất gỗ đỏ đen ạ. Đây là lũa tự nhiên. Và sau ạ. Và em báo giá bức tượng ông cụ di nạc gỗ chắc này có giá là 2.500.000. Em bao miễn phí ship. Tiếp đến em có một chiếc khay nam. Chiếc khay nam này chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ mật. Miền Nam gọi là gõ mật. Và thông số kích thước, chiều ngang là 50 cm, chiều cao là 28 cm. Một chiếc khay nan lại được khảm cửu ngư quần hội. Chất ốc ngả màu theo thời gian 5 tháng.
Đây là những con cá, những cây sen, những bông hoa sen. Trận ốc nhà màu theo thời gian. Gỗ là nguyên một tấm, phần khung là được đục trúc. Với chiếc khay nan này các bác sưu tầm ạ, hàng độc lạ các bác chơi trưng bày có thể làm thành một chiếc khay trà. Và giá là 2.500.000, em bao miễn phí ship. Tiếp đến là xuống dưới bên đây em có một bộ trường vai cuốn. Bộ trường vai cuốn này chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ mật, miền Nam gọi là gõ mật. Bộ gồm tổng là có 6 món, gồm một ghế dài, hai ghế nhỏ, hai đôn và một bàn. Đầu tiên là em cũng đo thông số kích thước của bàn. Bộ trường vai cuốn này có hai đôn nha các bác. Và thông số kích thước bàn em đo chiều dài 137 cm, chiều ngang 61 cm và bàn cao là 74 cm. Em đến gần và quay chi tiết phần liễu, phần liễu đục truyện. Và phần chân em đo 7 cm. Chiếc bàn đục chạm là tứ diện, bốn mặt đục chạm như nhau. Đây là phần liễu ạ, liễu đục truyện, những chữ thọ, những đồng tiền đục chạm xen kẽ. Và dưới bàn cũng có một sàn ở dưới để các bác có thể là đựng đồ. Đây là bên trên mặt bàn ạ. Với lòng ván bên trong là ván liền, chất gỗ liền nạc. Và tiếp đến thông số của chiếc ghế ạ. Với chiếc ghế tổng chiều dài là 190 cm, ghế sâu 58 cm, chiều cao lên đến chỗ ngồi là 49 cm. Em đến gần và quay chi tiết với chiếc ghế dài. Phần tựa là gồm có 3 nô, bộ trưởng vai cuốn ạ, phần nô là đục tích. Hàng đục chạm ạ, chi tiết sắc nét. Ở bên ngoài đục chạm những con rơi ngậm kim tiền. Đây là những chữ thọ, những đồng tiền và những đường truyện đục chạm xen kẽ. Phần tựa là 3 nô. Tất cả phần tựa tay ạ, hiện tại vẫn là mộng chắc chắn nha các bác, mộng tháo rời. Đây là phần vai cuốn nha các bác, bên trên đây ạ, phần vai đều được đục chạm những con lồng hóa. Đây là phần tay ạ, phần tay đều phần tay và vai ạ, đều là phần vai cuốn hết ạ. Đây là xuống phía dưới, với phần chân em đo 10 cm, rất là dày dặn, gỗ là nguyên khối, với tất cả đều được đục chạm. Chiếc ghế đục chạm là tứ diện bốn mặt. Em quay lại mặt sau để bác có thể xem được kỹ hơn. Đây mặt sau thì bác, phần tựa đây là gồm 3 nô. Đấy, tất cả đều được đục chạm sắc nét. Gỗ này em bao đẹp luôn, lành nặng liền nè. Đây phần tiểu nha các bác, đục chạm xen kẽ, mặt sau cũng đục chạm đúng như mặt trước. Tiếp đến với hai chiếc ghế nhỏ kích thước này như nhau, em cũng đo đại diện một cái. Chiều ngang của ghế là 68 cm, ghế sâu 58 cm, tổng chiều cao của ghế là 103 cm. Đây phần vai cuốn bên trên ạ, đây là đục chạm những con lồng hóa. Và phần nô tựa đều là nô gỗ và đục tích. Phần nô ngoài là đục chạm những con rơi ngậm kim tiền. Và chính giữa là được đục tích nha các bác. Tất cả phần tựa, phần tay đều là mộng chắc chắn, mộng tháo rời. Phần chân là dày là 10 cm. Chiếc ghế đục chạm tứ diện. Đây là hai bên hông. Mà sau nha các bác, rất là nặng luôn ạ.
Tiếp đến thì với hai chiếc đôn ạ, kích thước là như nhau, em cũng đo đại diện một cái. Để hai chiếc đôn các bác có thể là kê vào kẹp kế và có thể kê vào đầu bàn. Kích thước em đo chiều ngang 47 cm, sâu 37 cm và đôn cao là 65 cm. Đây là với phần chiếc đôn, phần liễu ạ, đều được đục chạm là tứ diện, phần chân vanh cong. Và dưới đôn và bàn để có sàn ở dưới, bác có thể là được đồ. Tất cả lòng ván bên trong đều là ván gỗ, ván liền hết. Và những chiếc ghế còn lại em quay chi tiết hơn, bác xem được kỹ. Một bộ trường vai cuốn ạ, gồm 6 món, gồm một ghế dài, hai ghế nhỏ, hai đôn và một bàn. Tựa tay đều là mộng tháo lời, những bác mộng mạc chắc chắn. Ở khi giao lưu, cơ sở Bảo Đại cũng sẽ kiểm tra và vào xin sắp lại sạch sẽ. Và các bác nhận hàng kiểm tra mới thanh toán. Thì em báo giá bộ trường vai cuốn này có giá là 30 triệu, em bao miễn phí ship. Và tiếp đến là sang bên đây, em có một bộ tranh ạ, một bộ tranh sứ nha các bác. Bộ gồm là 4 tấm và thông số kích thước. Em đo chiều cao 118 cm, chiều ngang là 37 cm. Một bộ tranh ạ. Đây là phần khung ạ, với chất liệu là gỗ gụ, hay còn gọi là gụ mật. Một bộ tranh được vẽ tay nha các bác. Bộ tranh thứ quý ạ. Đây là phần khung đục chạm những con rơi ngậm kim tiền và những đường nét họa tiết hoa văn. Ở đây phía dưới nha các bác, hàng được vẽ tay rất là tỉ mỉ. Và phối màu rất là có hồn. Một bộ tranh tứ quý. Với kích thước là chiều cao là 118 cm, chiều ngang là 37 cm. Bác có thể là ướm để treo phù hợp với bộ tranh này, với không gian. Tất cả phần khung ạ được đục chạm. Với em báo giá với bộ tranh tứ quý này có giá là 7.500.000, em bao miễn phí ship. Tiếp đến là sang bên đây, em có một bộ cuốn thư câu đối phượng, chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi gỗ mật, miền Nam gọi là gõ mật. Đầu tiên em đo thông số kích thước của bức cuốn thư. Bức cuốn thư này có chiều ngang là 197 cm, chiều cao là 87 cm. Em đến gần và quay chi tiết. Đây phần chính giữa của cuốn thư ạ, đục chạm một con phượng rất là to ạ. Hàng đục chạm kinh bong sắc nét. Đây là phía dưới chính giữa là được khảm ba chữ Đức Lưu Quang. Có bản dịch phía dưới ạ. Đây sang hai bên là được đục chạm. Dưới đây đục chạm con rơi ngậm kim tiền. Và đây hai bên được đục chạm những giò hoa. À, đục chạm kinh bông ạ. Tiếp đến thì với đôi câu đối em cũng đo kích thước ạ, tờ với tổng chiều cao là 197 cm, chiều ngang là 28 cm. Đây là đôi câu đối ạ, bên trên này cũng được chạm con phượng và phía dưới là những câu chữ ạ, đều được khảm ốc xà cừ và có bản dịch phía dưới. Đây là bên ngoài được chạm con rơi nha các bác, phần nền là được chạm những đồng tiền, những đường truyện. Và những câu chữ đều được khảm ốc xa cừ. Và em cũng đọc ý nghĩa là phúc sinh phú quý, gia đình thịnh, lộc tiến vinh hoa, tự tôn hưng. Những câu chữ rất là ý nghĩa cho bộ cuốn thư câu đối phượng này. Bên trên là được chạm con phượng nha các bác.
Và đây là phía dưới ạ, tất cả những câu chữ đều được khảm ốc xà cừ. Và phía dưới có đôi câu đố là được đục chạm con nân ạ. Em báo giá bộ cuốn thư câu đối phượng này có giá là 24 triệu. Em bao miễn phí ship cho các bác. Tiếp đến là sang bên đây thì em có một chiếc kệ góc. Chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ mật. Miền Nam gọi gỗ mật. Và thông số kích thước tổng chiều cao là 135 cm, ngang 60 cm và sâu là 43 cm. Một chiếc kệ góc ạ, gồm có 4 tầng. Và tất cả sàn bên trong đều là sàn gỗ, trong tạo hình những hình song tiện và phần liễu là được có đục chạm những đường nét hoa lá tây. Tất cả sàn bên trong là ván gỗ hết ạ. Một chiếc kệ góc 4 tầng, kích thước vừa và nhỏ. Và có thể là để hướng để kê phù hợp với không gian, có thể là bác để kê đồ hay là trưng bày đồ. Và giá của chiếc kệ góc này là 3 triệu, em bao miễn phí ship. Tiếp đến là sang bên đây em có một chiếc tranh đĩa được khảm một đôi phu thê viên mãn, nói về ý nghĩa tình nghĩa vợ chồng. Và thông số kích thước của chiếc tranh đĩa này em đo đường kính là 33 cm. Chiếc tranh đĩa chất liệu gỗ chắc, được khảm một đôi phu thê viên mãn với những phần trắng ở đây ạ, đó là ngà, phần thân và đuôi đây là gỗ xưa, kết hợp là đá quý. Đây là những nguyên liệu rất là quý hiếm, hàng được đục chạm nộp, cắt tỉa là siêu kỹ, phối màu rất là có hồn. Và với nguyên liệu là gỗ chắc. Và giao lưu thì em sẽ vào si sắp lại sạch sẽ trước khi giao. Em báo giá chiếc tranh đĩa gỗ chắc này có giá là 5 triệu, em bao miễn phí ship. Và sản phẩm cuối cùng mà video hôm nay em muốn giới thiệu, em có một đôi đôn mai lồng, chất liệu gỗ vụ hay còn gọi là gỗ mật, miền Nam gọi là gỗ mật. Và thông số kích thước em đo đường kính là 55 cm, tổng chiều cao của đôn là 80 cm. Đây là một đôi đôn mai lồng với phần điễu ạ, đục chạm những cành hoa mai, những bông hoa mai. Và phần chân ạ là đục chạm những con lồng hóa. Chiếc đồ đục chạm tứ diện, bốn mặt là như nhau. Đây là chiếc đôn thứ hai. Phần liễu đục chạm là những cành hoa mai nhỉ các bác. Chân là đục chạm đồng hóa. Và dưới cũng có một sàn ở dưới ạ. Bên trong là những viên đá và bên ngoài cũng đục chạm những cành hoa mai. Bên dưới các bác để đồ, ở bên trên các bác trưng bày đồ. Ở bên trên là những bên trong lòng của đôn là những viên đá tự nhiên vân núi. Giao lưu em sẽ vào si sắp lại sạch sẽ ạ. Với em báo giá đôi đôn mai lồng này có giá là 10 triệu, em bao miễn phí ship. Và các bác xem video thấy hay thì đẹp có thể cho cơ sở một like, một đăng ký kênh. Em có thêm một lực phát triển kênh là nhiều những video mới giới thiệu đến các bác những sản phẩm hơn nữa. Bác xem video chưa kỹ, nghe chưa được rõ có thể kết bạn với em qua hai số điện thoại cũng là số Zalo là 0944058115. Em có thể là chụp ảnh và gửi chi tiết hơn cho các bác về tất cả các sản phẩm bên cơ sở. Em cũng xin dừng video ở đây, hẹn các bác ở các video tiếp theo.